tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Kính chào quý vị đến với bản tin của sáng ngày 21 tháng 7. Trước hết thì chúng tôi xin lượt qua các bản tin chính trong phần tin Canada. Lãm phát đã gia tăng trở lại lên mức cao mới 8,1%, cao nhất trong 39 năm. Thống đốc dự đoán lãi suất sẽ vẫn cao một cách đau đớn trong suốt năm. Ông Ford xác nhận các thị trưởng của Toronto, Ottawa có thể nhận được quyền phủ quyết những vụ tai nạn thương tâm ở Montreal và Vancouver. Người phụ nữ chết vì đau tim ở Aspro, tỉnh PC sau khi ER đóng cửa và không có xe cứu thương. Dông bão có thể xảy ra ở Toronto GTA trong nền nhiệt cao. EU yêu cầu các thành viên cắt giảm sử dụng khí đốt trong bối cảnh Putin cảnh báo mới. Xếp hạng chấp thuận tổng thống Biden đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Người phụ nữ bị bắt vì cải trang thành y tá để trồn em bé từ bệnh viện ở California. Mỹ đã thêm Việt Nam vào danh sách đen buôn người. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và hoan nghênh quý vị đến với bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Chương trình này được biên soạn bởi ban biên tập của tạp chí Culture Magazine. Để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share mọi khi xem chương trình. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ Hoàng Anh sẽ mở đầu về bản tin Canada. Lạm phát đã tăng trở lại lên mức cao mới trong 39 năm, lên mức 8,1%. Thống kê Canada cho biết, Tỷ lệ lạm phát của Canada đã tăng lên 8,1% vào tháng trước. Đây là mức tăng chi phí sinh hoạt hàng năm nhanh nhất trong nhiều thập kỷ. Cơ quan dữ liệu cho biết, xăng là yếu tố đóng góp lớn nhất vào con số kỷ lục này vì giá xăng đã tăng 54,6% so với cùng tháng một năm trước. Nếu không tính tới giá xăng, tỷ lệ lạm phát sẽ là 6,5%. Một nguyên nhân chính khác của lạm phát trong năm nay là giá lương thực Vốn đã tăng 8,8% trong năm ngoái, đó là tốc độ tăng tương tự như tháng trước, nhưng chuyên gia nói rằng còn quá sớm để kết luận rằng giá thực phẩm đã đạt đỉnh. Bên cạnh giá thực phẩm và xăng dầu cao hơn, cơ quan dữ liệu đã ghi nhận sự gia tăng nhu cầu và giá cả đối với các dịch vụ liên quan đến du lịch. Giá phòng du lịch đã tăng khoảng 50% trên toàn quốc so với một năm trước và chi phí vận chuyển hàng không đã tăng 6,4% trong tháng và tăng 25% so với một năm trước. Nhưng điều tồi tệ hơn là thống đốc dự đoán lãi suất sẽ vẫn cao một cách đau đớn trong suốt năm. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, ông Chip Macleam cho biết, tỷ lệ lạm phát của Canada được dự báo sẽ tiếp tục ở mức cao một cách đau đớn trong phần còn lại của năm. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Macleam cho biết, tỷ lệ lạm phát khả năng cao sẽ giữ ở mức từ 7% trở lên trong suốt năm nay. Ông Macleam cho biết, giá xăng đã đi xuống và vì vậy ông dự kiến trong một tháng kể từ bây giờ, khi cơ quan thống kê quốc gia công bố dữ liệu lạm phát tháng 7, tỷ lệ lạm phát có thể sẽ giảm một chút. Tuy nhiên, ông McLem cho biết, nhu cầu đang vượt quá khả năng của nền kinh tế để sản xuất những loại hàng hóa mà mọi người muốn và điều này sẽ tiếp tục tạo ra áp lực lạm phát. Quyết định tỷ giá tiếp theo từ Ngân hàng Canada sẽ được ấn định vào ngày 7 tháng 9, sau khi StatCan phát hành báo cáo lạm phát tháng 7 vào ngày 16 tháng 8. Trong cuộc phỏng vấn, ông McLem nói rằng Mặc dù việc đưa ra lạm phát trở lại mức mục tiêu là 2% là điều tối quan trọng, nhưng ông dự đoán Canada sẽ tăng lãi suất chính một lần nữa sớm thôi. Chuyên gia cho rằng tình trạng lạm phát trong ngành lương thực đã đạt mức đỉnh, trong khi chi phí thực phẩm tăng cao tiếp tục vượt qua tỷ lệ lạm phát, một chuyên gia Canada cho biết, ngành công nghiệp này có thể đã đạt đến đỉnh điểm. Giáo sư Nông nghiệp và Thực phẩm ông Sylvain Sapour nói rằng chắc chắn là giá lương thực vẫn đang rất cao. Nhưng tin tốt là tôi tin rằng tỷ lệ lạm phát lương thực của chúng ta đã đạt mức đỉnh ở Canada. Vì vậy tôi nghĩ tình hình sẽ sớm được cải thiện thôi. Ông Sabor cho biết lạm phát đang tăng nhanh hơn ở một số khu vực. Số liệu từ StatCan cho thấy một số sản phẩm nhất định đã có mức tăng giá bán lẻ trung bình lớn hơn so với các sản phẩm khác. Trong một tuyên bố, ông Sabor cho biết ngành nông nghiệp của Canada cũng sẽ có một vụ mùa thu hoạch lớn trong năm nay. Điều này sẽ giúp giữ giá hàng hóa giảm xuống. Canada đứng về phía Hoa Kỳ trong cuộc chiến Cosma với Mexico về các chính sách năng lượng. Canada đã hợp lực với Hoa Kỳ trong một nỗ lực song phương nhằm đẩy lùi những gì mà họ cho là chính sách năng lượng bảo hộ ở Mexico, thứ mà đã vi phạm cả định hướng và văn bản của các quy tắc thương mại mới của Bắc Mỹ. Đại diện thương mại Hoa Kỳ Catherine Tai cho biết, văn phòng của bà sẽ cố gắng đàm phán để giải quyết tranh chấp rằng Mexico ưu tiên một cách không công bằng các hoạt động năng lượng thuộc sở hữu nhà nước và các hành động xua đuổi các công ty Mỹ, bao gồm cả nhà sản xuất năng lượng mặt trời và gió. Trong vòng vài giờ, văn phòng Bộ trưởng Thương mại Mary Ann cũng đã nói điều tương tự và cho rằng các chính sách của Mexico đã đi ngược lại với thỏa thuận Mỹ-Mexico-Canada, mà ở Mỹ thì được gọi là USMCA và ở Canada thì gọi là CUSMA, COSMA. Các nhà sản xuất năng lượng của Hoa Kỳ đã vàng nàn trong nhiều tháng rằng Mexico cung cấp các tiêu chuẩn thiên vị về giá cả và khí thải cho hai công ty chính của họ. Đó là nhà sản xuất dầu và khí đốt Pemex và Ủy ban Điện lực Liên bang. Bà Thai cho biết những thay đổi của năm 2021 đối với luật điện của Mexico không chỉ là khiến cho các công ty Mỹ không thể tiếp cận được với thị trường Mexico. Những thay đổi đó còn đẩy lùi các nhà đầu tư và các nhà cung cấp năng lượng sạch và những khách hàng có thể đang tìm cách mua năng lượng sạch đó. Ông Ford xác nhận các thị trưởng của Toronto, Ottawa có thể nhận được quyền phủ quyết. Thủ hiến Ontario, ông Dodd Ford đã xác nhận rằng ông có kế hoạch đưa ra những cải cách sâu rộng về quyền hạn được cấp cho các thị trưởng ở Toronto và Ottawa trong một cuộc tranh luận bên ngoài ở queens park ông ford cho biết hai thị trưởng sẽ được trao quyền phủ quyết đối với các quyết định của hội đồng làm gia tăng đáng kể quyền lập pháp mà họ nắm giữ ông ford nói họ phải chịu trách nhiệm về mọi thứ nhưng mà họ cũng chỉ có một phiếu bầu như là một ủy viên hội đồng vì họ phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định họ nên có thêm quyền hạn ông ford cho biết ông sẽ đưa ra thêm chi tiết trong tương lai nhưng xác nhận rằng các thị trưởng sẽ nhận được quyền phủ quyết mà chỉ có thể bị lật ngược bởi đa số 2 phần 3 hội đồng. Những thay đổi này sẽ khiến cho hai vị thị trưởng này trở nên có nhiều quyền lực hơn. Bộ Giao thông Vận tải của tỉnh BC công bố danh sách của các xe tải bị cấm có lý do. Câu hỏi đã được đặt ra về các vụ xe tải tăng vào cầu vượt ở Lower Mainland và Fraser Valley sau khi một chiếc xe tải khác đã tông vào cầu vượt Clover Road ở Langley hôm thứ Hai gây tắc nghẽn giao thông trong nhiều giờ. Giao thông vận tải và cơ sở hạ tầng cho biết, trong 12 tháng qua, đã có 8 vụ xe tải quá cao và đâm vào cầu ở bên trên. Bộ đã công bố các danh sách nhà cung cấp dịch vụ đã bị hủy bỏ có lý do theo mục 188.96, điều khoản 2 và 1A của đạo luật xe cơ giới. Các hãng bị xếp hạng không đạt yêu cầu về độ an toàn sẽ không được phép vận hành bất kỳ phương tiện cơ giới thương mại nào. Danh sách sẽ được cập nhật hàng tháng. Người điều khiển các phương tiện thương mại có trách nhiệm bảo đảm tải trọng của họ đáp ứng điều khoản và điều kiện của giấy phép mà họ đã được cấp. Bộ Giao thông cho biết họ có thể bị phạt nếu mà vi phạm các điều khoản giấy phép hoặc là hoạt động mà không có giấy phép cho xe vượt quá chiều cao. Mỗi hành vi vi phạm đó sẽ bị phạt 115 đô la. Bộ cũng đã đưa ra tiêu chuẩn chiều cao tối thiểu đó là 5m để xây dựng tất cả các cơ sở hạ tầng mới. Được biết cầu vượt đường Clover ở Langley cao 4,46m. Thưa quý vị, một số vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ở khu vực Montreal và Vancouver. Bé gái 2 tuổi trong chiếc xe đẩy bị tông tử vong ở Montreal North. Một bé gái 2 tuổi đã bị tông tử vong bởi một phụ nữ ở Montreal North vào sáng thứ tư. Cảnh sát nói rằng, người mẹ đang băng qua đường tại phố Flori vào khoảng 9 giờ sáng cùng với con gái, người lúc đó đang nằm trong xe đẩy. Theo cảnh sát, một phụ nữ 43 tuổi đã lái một chiếc SUV trên đường De Recolet và đang rẽ trái thì đã đâm vào hai mẹ con. Họ cho biết, chiếc xe đẩy đã bị kéo lê vài mét trước khi chiếc xe dừng lại, khiến đứa trẻ bị thương nặng và gây thương tích ở phần thân dưới cho người mẹ. Đứa trẻ 2 tuổi đã được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong. Người mẹ đã được điều trị vì những vết thương không đe dọa đến tính mạng. Người lái xe đã được điều trị vì sốc. Cảnh sát nói rằng vụ tai nạn không liên quan tới rượu, ma túy hay là tốc độ. Đây là vụ va chạm chết người thứ 12 ở Montreal trong năm nay. Trong khi đó, ở phía nam Montreal, hai người tử vong, 10 người bị thương sau khi xe tải lao vào nhiều phương tiện xe ở phía nam Montreal. Vụ việc xảy ra vào lúc 10 giờ 30 tối trong một khu vực đường đang thi công trên quốc lộ 30 theo hướng đông ở Proza gần biên giới Longoy. Theo cảnh sát khuê tài xế một chiếc xe tải lớn đã không giảm tốc độ khi đến khu vực đang thi công gần đại lộ Grand Alley. Hậu quả là anh ta đã đâm vào 7 chiếc xe phía trước. Những người ngồi trên một chiếc xe, một phụ nữ 42 tuổi và một cậu bé 11 tuổi đã thiệt mạng. Một người đàn ông 55 tuổi và một cậu bé 16 tuổi đã bị thương nặng. Cảnh sát nói rằng họ lo rằng hai người đó sẽ khó qua khỏi. Tám người khác đã được chở đến bệnh viện để điều trị các vết thương khác nhau. Tài xế xe tải đã được điều trị vì bị sốc. Một làn đường trên quốc lộ 30 về hướng đông đã được mở lại để lưu thông giữa Grand Alley và đường 112. Một bé gái 5 tuổi trong tình trạng nguy kịch sau khi bị xa hơi tông trên vỉa hè Vancouver theo cảnh sát, một bé gái 5 tuổi đang nằm viện với những vết thương nghiêm trọng sau khi bị hai chiếc xe hơi tông vào sáng thứ tư. Các nhà điều tra đã được gọi đến phố Abutus và đại lộ Cornwall ở Kisolano vào khoảng 11 giờ sáng theo thông cáo từ Sở Cảnh sát Vancouver. Người phát ngôn của Sở Cảnh sát cho biết, cô gái đang đứng trên vỉa hè với cha và anh chị em của mình thì có hai chiếc xe va chạm ở ngã tư. Các phương tiện sau đó đã lao lên vỉa hè và tông vào cô gái. Trong khi nguyên nhân của vụ va chạm ban đầu đang được điều tra, cảnh sát cho biết cả hai tài xế vẫn ở lại hiện trường. Dịch vụ y tế khẩn cấp tỉnh BC cho biết, 6 xe cấp cứu đã được điều động khi nhận một cuộc gọi liên quan đến những người đi bộ bị tông trúng. Tổng cộng 5 người đã được đưa đến bệnh viện, trong đó 4 người trong tình trạng ổn định. Tuổi của các bệnh nhân khác và mức độ thương tích của họ chưa được cung cấp. Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy sự hiện diện đông đúc của cảnh sát một khu vực bị phong tỏa bởi dải băng màu vàng và hai phương tiện xe trên vỉa hè. Một phương tiện xe bị hư hỏng nặng phần đầu xe. Người phụ nữ chết vì đau tim ở Ascroft, tỉnh PC sau khi ER đóng cửa và không có xe cứu thương. Thị trưởng tại Ascroft, tỉnh PC đang lên tiếng sau khi một người phụ nữ đã chết vì ngừng tim mặc dù bà sống rất gần với bệnh viện. Khoa cấp cứu của bệnh viện đã đóng cửa vào cuối tuần do thiếu nhân sự và xe cấp cứu của cộng đồng cũng đã được sử dụng trong một cuộc gọi khác khi một người phụ nữ trong tình trạng khẩn cấp. Thị trưởng của Ashcroft, Barbara Rotten nói, điều đáng buồn là những sự việc như thế này có thể xảy ra một lần nữa vì không có quá nhiều bệnh viện ở gần đây. Dịch vụ y tế khẩn cấp của tỉnh PC, cơ quan điều hành dịch vụ xe cứu thương của tỉnh PC, <laughs> Xác nhận các nhân viên y tế đã được gọi đến dãy nhà số 70 của đường Am vào lúc 11 giờ 23 phút sáng Chủ nhật. Thế nhưng đội cứu thương đã không thể đến hiện trường cho đến 11 giờ 50 phút sáng, trong khi các nhân viên điều phối khẩn cấp đã yêu cầu sự giúp đỡ của lính cứu hỏa để thay thế trong khoảng trống đó. Bà Rotten cho biết đây không phải là dịch vụ mà sở cứu hỏa tình nguyện địa phương được đào tạo để cung cấp. Tuy nhiên bản thân cảnh sát cứu hỏa đã được đào tạo về y tế và đã tham gia thực hiện hô hấp nhân tạo. Nếu mà phòng cấp cứu ER của bệnh viện Ashraf được mở, ai đó đã có thể chở người phụ nữ đến đó trong khoảng 30 giây bằng xe hơi. Nhưng vì bệnh viện ngay kế bên đóng cửa, bệnh viện gần nhất tiếp theo thì cần đến một khoảng thời gian 50 phút lái xe. Hàng trăm thành viên của Hell Angel dự kiến ở Toronto vào ngày thứ Năm để tổ chức lễ rước tưởng niệm. Hàng trăm thành viên của House Angels dự kiến sẽ có mặt tại Toronto vào ngày thứ năm để tổ chức lễ rước tưởng niệm và tham dự một buổi tụ tập sau đó. Cảnh sát thành phố Toronto đã tổ chức một cuộc họp báo hôm thứ tư để thông báo cho công chúng về sự kiện này. Từ 800 cho đến 1.000 người lái xe mô tô, chủ yếu là bao gồm các thành viên của các câu lạc bộ tô House Angels, dự kiến sẽ đi đến phía nam trên xa lộ 404 từ New Market để xuống Don Valley Parkway trước khi dừng lại tại một dinh thự ở phía đông Toronto. Các cơ quan cảnh sát đang cùng nhau làm việc để quản lý giao thông và bảo đảm an toàn công cộng trong lễ rước này. Hiện thì không có thông tin nào cho thấy những người đi mô tô có ý định làm gì khác ngoài việc tham gia vào chuyến xe tưởng niệm sau đó là một cuộc tụ tập trong thành phố các thành viên của House Angels đã liên hệ với các dịch vụ cảnh sát trong tỉnh và các quan chức đã được thông báo rằng sự kiện hôm thứ Năm không liên quan với một cuộc tụ họp lớn khác của House Angels dự kiến sẽ diễn ra ở vùng Durham vào cuối tuần. 12 thanh thiếu niên bị bắt vì liên quan tới những vụ cướp gần với Canada's Wonderland. Cảnh sát vùng gió đã bắt giữ và buộc tội 12 thiếu niên liên quan tới các vụ cướp theo nhóm đông diễn ra ở Vaughan vào tháng trước. Cảnh sát nói rằng các vụ cướp xảy ra tại công viên giải trí và trên các vỉa hè và quảng trường gần đó. Trong mỗi trường hợp thì các nạn nhân cho biết họ đã bị một nhóm lớn thanh niên vây ráp vào buổi tối. Sau một chiến dịch chủ động của cảnh sát, 12 thanh niên đã bị bắt và đang phải đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm cả cướp của phá hoại và gây rối. Các nghi phạm có độ tuổi từ 13 cho đến 17 tuổi và đến từ Toronto, Mississauga, Oakville và vùng York. Một nghi phạm 16 tuổi trước đó đã bị bắt vào tháng 6. Cảnh sát cho biết chiến dịch này sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè và các nhà điều tra sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan an ninh của Canada Wonderland và các chủ doanh nghiệp trong khu vực. Dông bão có thể xảy ra ở khu vực Toronto và đại đô thị Toronto trong nền nhiệt cao Bộ Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo dông bão nghiêm trọng cho khu vực đại đô thị Toronto GTA, bao gồm cả thành phố Toronto. Dự kiến gió giật mạnh lên tới 100 km một giờ và khả năng xảy ra mưa đá có kích cỡ một đồng xu 5 cent vào cuối buổi chiều và buổi tối thứ tư. Cơn dông dự kiến ảnh hưởng đến khu vực này bắt đầu vào từ cuối chiều thứ tư. Khả năng cao sẽ có gió giật mạnh, hiện vẫn chưa rõ rằng cơn giông này sẽ tiến về phía đông xa thế nào và nó sẽ còn ảnh hưởng phát triển mạnh ra sao. Cơ quan cảnh báo rằng gió giật mạnh có thể hất tung các vật thể không cố định, làm gãy cành cây, làm đổ đường dây điện và lật các phương tiện xe lớn, trong khi mưa đá lớn cũng có thể gây thương tích và hư hỏng tài sản. Cảnh báo này đã xuất hiện sau khi một cảnh báo lốc xoáy cho một vùng phía nam Ontario Trải dài từ khu vực Windsor đến vùng nông thôn, được ban hành ngay sau giờ trưa thứ tư. Không chỉ vậy, một cảnh báo nhiệt vẫn có hiệu lực trên khắp đại đô thị Toronto và phần lớn miền nam tỉnh Ontario, với nhiệt độ thực tế một lần nữa dự kiến sẽ vượt qua mức 40 độ C. Vào thứ ba, trời nóng đến mức trung tâm thành phố Toronto được ghi nhận là điểm nóng nhất ở Canada, nhiệt độ đạt đỉnh là 35,2 độ C. Mức cao nhất vào thứ tư là 32 độ C nhưng sẽ có cảm giác gần 41 độ C do độ ẩm. Thứ năm sẽ bớt khắc nghiệt hơn với mức cao là 25 độ C, tuy vậy chúng ta vẫn sẽ cảm thấy như 35 độ C khi tính cả độ ẩm. quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây chúng tôi sẽ lượt qua một số các bản tin thế giới đáng chú ý trong ngày. Đệ nhất phu nhân của Ukraine tuyên bố muốn có thêm vũ khí của Mỹ để chống lại Nga và yêu cầu này có quá đáng hay không? Cuộc thăm dò cho thấy xếp hạng chấp thuận tổng thống Biden đã giảm xuống mức thấp kỷ lục hàng chục bức tranh vẽ khuôn mặt của những người Mỹ bị giam giữ tại nước ngoài được hiển thị công khai tại Washington DC. WHO nói rằng các ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã tăng gấp đôi trong 6 tuần qua. Daily Harvest công bố nguyên nhân khiến cho gần 500 người bị bệnh sau khi tiêu thụ gói sản phẩm của công ty. Tổng thống Biden sẽ xem xét tình trạng biến đổi khí hậu và trường hợp khẩn cấp Đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu, gấu Bắc Cực phải nhặt xác để ăn. Trung Quốc tố giác Hoa Kỳ là nước gây ra nguy cơ an ninh sau khi điều tàu đi qua eo biển Đài Loan. Mỹ thêm Việt Nam vào danh sách đen buôn người. Và chúng tôi còn nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết của bản tin thế giới hôm nay. Mời quý vị chú ý theo dõi. Và sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu và bản tin thế giới. Nga tuyên bố mục tiêu chiến tranh đã vượt ra ngoài việc kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass của Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Tư cho biết, các nhiệm vụ quân sự của Moscow ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực phía đông Donbass, ngấm ngầm thừa nhận rằng họ đã mở rộng các mục tiêu chiến tranh của mình. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước gần 5 tháng sau cuộc xâm lược của Nga, Ngoại trưởng Lavrov cũng cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình không có ý nghĩa gì vào lúc này vì các chính phủ phương Tây đang dựa vào Ukraine để chiến đấu hơn là đàm phán. Trong khi đó, ngoại trưởng Ukraine đã phản pháo lại rằng Nga chỉ muốn đổ máu chứ không phải đàm phán. Tuy nhiên, ngoại trưởng Lavrov cho biết, thực tế địa lý đã thay đổi kể từ khi các nhà đàm phán Nga và Ukraine tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3 mà không đạt được bất kỳ bước đột phá nào. Ngoại trưởng Lavrov nói rằng, Nga có thể cần phải tiến sâu hơn nữa nếu phương Tây vì cơn thịnh nộ bất lực hoặc muốn làm trầm trọng thêm tình hình, tiếp tục bơm cho Ukraine vũ khí tầm xa như là hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất. Sau khi thất bại trong việc chiếm thủ đô Kiev của Ukraine từ lúc bắt đầu cuộc chiến, Nga cho biết họ sẽ tập trung vào đạt được mục tiêu chính là mang lại tự do cho vùng Donbass. Các quan chức do Nga áp đặt ở Kherson và Zaporizhia đã vạch ra kế hoạch tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý trong những tháng tới. Điện Kremlin cho biết những người sống ở đó quyết định tương lai của chính họ. Khối châu Âu yêu cầu các thành viên cắt giảm sử dụng khí đốt trong bối cảnh Putin cảnh báo mới. Hôm thứ Tư, Liên minh châu Âu đã đề ra các kế hoạch khẩn cấp cho các nước thành viên để đến tháng 3, 2023, Mỗi nước sẽ phải cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ, đồng thời cảnh báo nếu không cắt giảm ngay từ lúc này thì mùa đông tới sẽ rất khó khăn, trong trường hợp Nga cắt toàn bộ nguồn cung. Các nước khối châu Âu đang nỗ lực dự trữ đầy khí đốt trước khi mùa đông tới và có đủ khí đốt dự phòng, trường hợp Nga tiếp tục hạn chế nguồn cung cấp khí đốt nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà khối châu Âu đã áp đặt liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine. Hiện nguồn cung khí đốt từ Nga tới nhiều nước châu Âu đã bị giảm, trong khi các quan chức liên minh này không loại trừ khả năng Nga có thể sẽ cắt hoàn toàn nguồn cung. Ủy ban châu Âu đã đề xuất để các nước tự nguyện thực hiện mục tiêu cắt giảm 15% lượng khí đốt tiêu thụ từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Đề xuất này cũng có đoạn nêu rõ, Brussels có thể đưa ra yêu cầu bắt buộc thực hiện mục tiêu trên nếu xảy ra tình trạng khẩn cấp về nguồn cung tức là nguy cơ cao thiếu khí đốt nghiêm trọng. Đề xuất cần được sự chấp thuận của đa số các nước thành viên khối châu Âu. Dự kiến trong ngày 22 tháng 7, các nhà ngoại giao khối châu Âu sẽ thảo luận về đề xuất nhằm mở đường thông qua đề xuất tại một cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng năng lượng khối châu Âu trong ngày 26 tháng 7. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ một số nước cho rằng Brussels không cần thúc giục các kế hoạch khẩn cấp trong số những nước phản đối việc châu Âu đưa ra mục tiêu bắt buộc có Ba Lan, khi quốc gia này đã đạt được 98% năng lượng dự trữ khí đốt sau khi Nga cắt nguồn cung vào tháng 4. Tuy nhiên, một số nước khác mới dự trữ được rất ít khí đốt như là Hungary, chỉ đạt khoảng 47% năng lượng dự trữ. Ủy ban châu Âu cho rằng việc Nga cắt hoàn toàn nguồn cung cộng với một mùa đông giá rét sẽ khiến trung bình tổng sản phẩm quốc nội GDP của khối châu Âu giảm tới 1,5% nếu các nước không chuẩn bị trước. Hồi tuần trước, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo rằng nếu Nga cắt nguồn cung khí đốt, các nền kinh tế châu Âu sẽ rơi vào suy thoái, khiến cuộc khủng hoảng khí đốt thêm trầm trọng. Trước khi lao thang căng thẳng vì chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine, Nga cung cấp khoảng 40% khí đốt tiêu thụ tại châu Âu. Ngày 20 tháng 7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho rằng Việt Nga cắt hoàn toàn nguồn cung khí đốt cho châu Âu là một kịch bản có thể xảy ra. Theo quy định của châu Âu, các hộ gia đình là nhóm khách hàng cần được bảo vệ nên sẽ không phải chịu những hạn chế trên. Đại nhất phu nhân Ukraine tuyên bố muốn có thêm vũ khí của Mỹ để chống lại Nga, yêu cầu này có quá đáng hay không? Đại nhất phu nhân Ukraine, bà Olena Zelenska từ lâu đã nói rõ rằng bà không mong muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhưng trong hôm thứ Tư, bà đã đứng tại điện Capitol và đưa ra những lập luận để hệ thống phòng không của Mỹ có thể ngăn chặn các tên lửa của Nga. Trong chuyến công du Mỹ và cũng là lần đầu tiên xuất hiện công khai đầu tiên khi cuộc giao tranh Nga và Ukraine đang diễn ra, bà Zelenska đã cho các nhà lập pháp quyền lực nhất của Mỹ xem những hình ảnh về mức độ ảnh hưởng của việc Nga bắn phá các thành phố đối với trẻ em Ukraine chúng tôi mong muốn không có thêm cuộc không kích và không có thêm cuộc tấn công tên lửa nào nữa bà zelenska nói với các đảng viên cộng hòa và dân chủ vào hôm thứ tư khi màn hình trên cao hiển thị một chiếc xe đẩy trẻ em nhúm máu thi thể nát bét của một đứa trẻ và những đống đổ nát khác sau cuộc bắn phá các thành phố của ukraine yêu cầu này có quá đáng hay không bà zelenska phát biểu tại một khán phòng quốc hội các nhà lập pháp và những người khác đã dành cho đệ nhất phu nhân ukraine những lời hoan nghênh trước bài phát biểu của bà, nhưng những bức ảnh trên màn hình đã khiến một số người phải lắc đầu ngán ngẩm. Lời kêu gọi trực tiếp và không ngừng nghỉ có thêm vũ khí, đặc biệt là nhiều hệ thống phòng không hơn mà bà Zelenska đưa ra đã lặp lại lời kêu gọi của chồng bà trong suốt cuộc chiến tranh dành nhiều vũ khí hơn từ Mỹ và các đồng minh khác. Bà Zelenska từng là người viết kịch bản cho chồng, Tổng thống Ukraine Zelensky, khi ông còn là một diễn viên hài trước khi ông đắc cử Tổng thống vào năm 2019. Vợ chồng Tổng thống Zelensky kết hôn vào năm 2003 và có với nhau hai người con. Cuộc thăm dò cho thấy xếp hạng chấp thuận của Tổng thống Biden đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Theo một cuộc thăm dò dư luận của Reuters và Ipsos được hoàn thành vào ngày thứ Ba, xếp hạng chấp thuận đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden đã giảm xuống 36% trong tuần này, buộc mức xếp hạng thấp nhất trong 19 tháng của ông ở Nhà Trắng do lạm phát đã gây ra ảnh hưởng tới cuộc sống của người Mỹ. Cuộc thăm dò kéo dài 2 ngày cho thấy 59% người Mỹ không tán thành hiệu quả công việc của Tổng thống Biden. Danh tiếng của ông đã bị ảnh hưởng bởi lạm phát tăng vọt, đã tăng lên mức cao nhất trong 40 năm và 6 tháng ở mức 9,1%. Tỷ lệ mà Tổng thống Biden được chấp thuận trong đảng của ông cũng đã giảm xuống 69% trong tuần này, từ mức 74% của một tuần trước đó chỉ 11% đảng viên của đảng Cộng Hòa tán thành hiệu suất của ông trong nhiệm kỳ. Xếp hạng chấp thuận mức thấp nhất của Tổng thống Biden đã sánh ngang với mức thấp nhất của người tiền nhiệm Donald Trump, người đã có mức phổ biến chạm ở mức 33% vào tháng 12 năm 2017. Cuộc thăm dò này được thực hiện trực tuyến bằng tiếng Anh trên toàn nước Mỹ và cuộc thăm dò mới nhất đã thu thập phản hồi từ tổng cộng 1.003 người lớn, bao gồm 437 đảng viên của đảng Dân Chủ và 377 đảng viên của đảng Cộng Hòa. Do vậy mà cuộc thăm dò này được cho là có độ tin cậy cao và thước đo chính xác. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật hôn nhân đồng giới Hạ viện Hoa Kỳ vừa thông qua đạo luật tôn trọng hôn nhân hôm thứ Ba để pháp lý hóa hôn nhân đồng tính vì lo ngại rằng đa số thẩm phán của đảng bảo thủ trong tối cao Pháp viện sẽ hủy bỏ quyền sau khi họ hủy bỏ án lệ Rose and Wee vào tháng trước. Tỷ lệ phiếu ủng hộ và chống là 267 trên 157, với 47 dân biểu Cộng hòa ủng hộ. Dự luật sẽ bãi bỏ đạo luật bảo vệ hôn nhân năm 1996, hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính theo luật liên bang và bổ sung các biện pháp bảo vệ pháp lý cho các cặp vợ chồng cùng giới tính. Hôn nhân đồng tính vẫn là luật của Hoa Kỳ theo phán quyết 5-4 của Tối cao Pháp viện trong vụ Orbus kiện Hodges năm 2015. Nhưng mà các nhà lập pháp dân chủ dẫn ý kiến của thẩm phán Clarence Thomas kêu gọi tối cao pháp viện hãy đảo ngược án lệ cho phép hôn nhân đồng tính và đảo ngược án lệ cho phép các biện pháp ngừa thai sau khi tòa án loại bỏ quyền phá thai Rose và Wade theo hiến pháp. Hạ viện do đảng Dân Chủ kiểm soát dự định bỏ phiếu vào cuối tuần này về một dự luật tương tự để hệ thống hóa quyền ngừa thai được thiết lập bởi tối cao pháp viện trong phán quyết Griswold kiện Connecticut năm 1965. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết dự luật sẽ ghi vào luật một quyền tự do cơ bản, đó là quyền kết hôn với bất kỳ ai mà bạn chọn. Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh của Radion Hoa Kỳ thử nghiệm thành công vũ khí siêu thanh của công ty Raytheon có khả năng đạt tốc độ nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh. Đây là vụ thử nghiệm thành công thứ ba của loại vũ khí kể từ năm 2013. Ngô Giác Đài cho biết trong một tuyên bố ngày 18 tháng 7. Chương trình phát triển khái niệm vũ khí siêu thanh HAWC được điều hành bởi cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến, hay còn gọi là TAPA, cả hai công ty Raytheon và Lockheed Martin đều đang cạnh tranh để được hợp đồng cuối cùng. Các vũ khí này dùng không khí thu được từ bầu khí quyển để đạt được sức đẩy bền vững. Đã có bốn cuộc thử nghiệm vũ khí siêu thanh kiểu này kể từ tháng 9 năm ngoái. Sản phẩm của Raytheon đã thành công cả hai lần và Lockheed đã có một lần thử nghiệm thành công và một lần thất bại. Ông Wes Kramer là chủ tịch đơn vị kinh doanh phi đạn và phòng vệ của Raytheon nói Việc nâng cao khả năng siêu thanh của đất nước chúng ta là một mệnh lệnh quan trọng của quốc gia và đây là một bước tiến quan trọng. Thành công này đánh dấu lần thử nghiệm thành công thứ ba trong một chuỗi vũ khí siêu thanh trong các chương trình phát triển khác nhau của Hoa Kỳ. Những cuộc thử nghiệm thành công diễn ra sau chuyến bay thử nghiệm thất bại ngày 29 tháng 6 năm ngoái với một loạt vũ khí siêu thanh khác Common Hypersonic Dry Body tại Cơ sở Phóng Tên Lửa Thái Bình Dương ở Hawaii. Hoa Kỳ và các đối thủ toàn cầu đang tăng tốc độ chế tạo vũ khí siêu thanh. Thế hệ vũ khí tiếp theo cũng đi thời gian phản ứng và cơ chế đánh bại truyền thống của đối thủ. Vũ khí siêu thanh di chuyển trong tầng khí quyển với tốc độ 5 lần tốc độ âm thanh, tức là khoảng 6.200 km một giờ. Hàng chục bức tranh vẽ khuôn mặt của những người Mỹ bị giam giữ tại nước ngoài được hiển thị công khai tại Washington, DC một loạt các bức tranh vẽ trên tường mang khuôn mặt của 18 người Mỹ bị giam giữ ở nước ngoài đã được hiển thị bên cạnh một tòa nhà trong một con hẻm nhỏ hẹp của khu phố Georgetown chỉ cách Nhà Trắng một vài dặm về phía Tây. Những bức tranh được vẽ này là hành động vận động công khai mới nhất của gia đình những người Mỹ bị giam giữ tại nước ngoài. Trong đó có ngôi sao bóng rổ người Mỹ Britney Greiner, người đã bị giam giữ ở Nga từ tháng 2 vì tội danh liên quan đến ma túy trong những tháng gần đây, gia đình của những người bị giam giữ đã tăng cường đáng kể việc kêu gọi tổng thống Mỹ Joe Biden đích thân can thiệp để đưa những người thân của họ về nhà. Mỹ không cung cấp con số chính thức về số lượng công dân nước này bị giam giữ nước ngoài, nhưng tổ chức di sản James W. Foley cho biết có hơn 60 công dân Mỹ hiện đang bị giam giữ sai trái trong khoảng 18 quốc gia. Một vài người trong số họ bị giam giữ bởi các đối thủ hàng đầu của Mỹ như là Iran, Nga và Venezuela. Áp lực ngày càng gia tăng đối với tổng thống Mỹ Joe Biden khi các gia đình của những người bị bắt giữ đã chuyển hướng hành động, sau nhiều năm ngoại giao im lặng mà họ cho rằng không mang lại kết quả. Câu hỏi chính mà nhiều gia đình đặt ra đó là liệu có ai trong số những người bị giam giữ có thể đoàn tụ với gia đình của họ vào thời điểm những bức tranh vẽ trên tường này được công bố. Liên quan đến dịch bệnh COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ tư cho biết Số ca mắc COVID-19 được báo cáo đã tăng gấp đôi trên toàn cầu trong 6 tuần qua. Sự gia tăng các ca mắc COVID-19 được thúc đẩy chủ yếu bởi biến thể phụ BA.5 rất dễ lây lan của Omicron, một chủng mà WHO cho biết là biến thể này dễ lây truyền nhất từng được phát hiện. Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 cũng đang tăng lên nhưng không nhanh bằng số ca mắc mới tại thời điểm này. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO là ông Tedros cho rằng nhiều ca mắc hơn có nghĩa là các quốc gia sẽ chứng kiến nhiều ca nhập viện và tử vong hơn trong những tuần tới. WHO đã liên tục nêu quan ngại trong những tuần gần đây về việc các quốc gia đã giảm xét nghiệm và giải trình tự gene. Điều này không chỉ gây khó khăn cho việc xác định phạm vi của đợt bùng phát, mà còn khiến cho việc xác định ảnh hưởng của các biến thể đối với đặc điểm lây truyền và dịch bệnh ngày càng trở nên khó khăn hơn. Hầu như tất cả các tỉnh ở Canada, xét nghiệm COVID-19 đã được giảm bớt hoặc là giới hạn ở một số quần thể nhất định, trong khi các xét nghiệm nhanh được thực hiện tại nhà phần lớn đã không được thu thập trong dữ liệu của tỉnh. Tuy nhiên, cơ quan y tế công cộng Canada cho biết, các quan chức y tế công cộng liên bang đã nỗ lực làm việc với chính quyền các tỉnh, vùng lãnh thổ và thành phố để thu thập dữ liệu nước thải nhằm đánh giá xu hướng lưu hành COVID-19 ở đất nước. Daily Harvest công bố nguyên nhân khiến gần 500 người bị bệnh sau khi tiêu thụ gói sản phẩm của công ty. Khoảng một tháng sau khi những lời phàn nàn về bệnh tật và nhập viện bắt đầu tràn đến Daily Harvest, công ty cung cấp sản phẩm bột ăn trực tiếp cho người tiêu dùng cho biết nguyên nhân đằng sau việc hàng trăm người bị bệnh sau khi ăn phải thực phẩm của họ là do bột Terra, một loại bột được làm từ hạt của cây Terra có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Vào ngày 19 tháng 6, Daily Harvest đã ban hành lệnh thu hồi tự nguyện đối với French Lentil and Leek Crumbles, một sản phẩm làm từ đậu lăng thuần chay. Nhưng tại thời điểm đó, 28.000 gói sản phẩm này đã được bán hoặc là được phân phối. Đến ngày 23 tháng 6, công ty này cho biết họ đã nhận được 470 báo cáo về bệnh tật từ những người đã tiêu thụ món ăn này. Hiện tại, Daily Harvest đang phải đối mặt với một số vụ kiện từ những người tiêu dùng bất bình một số người trong số họ đã phải trả tiền viện phí khổng lồ sau khi ăn đậu lăng của công ty. Theo NBC News, hai trong số các vụ kiện được đệ trình đại diện cho trẻ em, một trong số đó là em bé 4 tháng tuổi đang bú sữa mẹ. Tổng thống Biden sẽ xem xét tình trạng biến đổi khí hậu là trường hợp khẩn cấp. Hôm thứ Tư, tổng thống joe biden đã công bố các biện pháp mới để chống lại biến đổi khí hậu và hứa sẽ có nhiều hành động mạnh hơn khi mà ông phát biểu rằng biến đổi khí hậu là một trường hợp khẩn cấp và tôi sẽ xem xét nó theo cách đó tuy nhiên tổng thống hoa kỳ ông joe biden đã dừng ngay việc ban bố tình trạng khẩn cấp chính thức về khí hậu điều mà các đảng dân chủ và các nhóm môi trường đang tìm kiếm sau khi một thượng nghị sĩ của đảng dân chủ có ảnh hưởng đã dập tắt hy vọng về việc ban hành luật để giải quyết tình trạng ấm lên toàn cầu một tuyên bố khẩn cấp về khí hậu sẽ cho phép tổng thống chuyển hướng các nguồn lực của liên bang để hỗ trợ cho các chương trình năng lượng tái tạo giúp đẩy mạnh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch tuyên bố cũng có thể được sử dụng như là một cơ sở pháp lý để ngăn chặn việc khoan dầu khí hoặc những dự án khác mặc dù là những hành động như vậy có thể sẽ bị các công ty năng lượng hoặc là các tiểu bang do đảng Cộng hòa lãnh đạo thách thức trước tòa án. Một báo cáo mới cho biết Mỹ và các quốc gia gây ô nhiễm carbon lớn khác đang thiếu cam kết chống biến đổi khí hậu. Theo các nhà khoa học và các chuyên gia theo dõi hành động khí hậu ở các quốc gia, trong số 10 quốc gia phát thải carbon lớn nhất, chỉ có Liên minh châu Âu đã ban hành các chính sách phù hợp hoặc là gần với các mục tiêu quốc tế về hạn chế sự nóng lên chỉ ở mức vài phần mười độ đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu gấu bắt cực phải nhặt rác để ăn những con gấu bắt cực bị đói đang tìm đến các bãi rác để lấp đầy bụng khi mà môi trường sống băng giá của chúng biến mất hôm thứ tư một nhóm các nhà khoa học canada và mỹ đã cảnh báo rằng các rác thải đã gây ra một mối đe dọa đối với quần thể gấu bắt cực là loài động vật vốn đã dễ bị tổn thương khi mà chúng ngày càng phụ thuộc vào các bãi rác gần với các cộng đồng phía Bắc. Gấu Bắc Cực dựa vào lớp băng đại dương để săn bắt hải cẩu, nhưng mà với sự ấm lên của Bắc Cực nhanh hơn 4 lần so với phần còn lại của thế giới, lớp băng đại dương đã tan sớm hơn vào mùa hè và đóng băng vào cuối mùa thu. Điều này đã buộc gấu Bắc Cực phải dành nhiều thời gian lên bờ hơn và không thể tiếp cận con mồi tự nhiên của chúng để có thể giữ được trọng lượng của mình, gấu bắc cực hiện nay đang hàng ngày tụ tập xung quanh các bãi rác trống ở những nơi ở bắc cực và cận bắc cực ở tại nga. Chúng thậm chí còn tụ tập quanh những đống xương cá voi còn sót lại từ những cuộc săn lùng của người Inuit ở gần Alaska. Tuy nhiên, những hành động này của gấu bắc cực lại mang đến nhiều rủi ro khi mà các nhà quản lý động vật hoang dã dạ địa phương có thể sẽ giết chúng vì lo ngại cho sự an toàn của cộng đồng. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ các rác còn có thể khiến cho gấu bắt cực mắc bệnh. Các nhà khoa học cho biết, tình hình có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn khi mà dân số của con người đang gia tăng ở Bắc Cực. Tại Nunavut, Canada, nơi mà hàng ngàn con gấu Bắc Cực sinh sống dự kiến sẽ tăng gần 40% vào năm 2043. Người phụ nữ bị bắt vì cải trang thành y tá để trộm em bé từ bệnh viện ở California cảnh sát cho biết một phụ nữ ở California đã bị buộc tội ăn mặc như là một y tá và bước vào khoa hậu sinh của bệnh viện, nơi cô ta định đánh cắp một đứa trẻ vào tuần trước. Theo thông cáo báo chí từ văn phòng cảnh sát trưởng quận Riverside, nghi phạm có tên là Jessenia Myron, 23 tuổi, đã vào trung tâm y tế, hệ thống y tế đại học Riverside vào ngày 14 tháng 7 và đóng vai là một y tá mới được thuê trong khuôn viên của bệnh viện tuy nhiên vẫn chưa rõ bằng cách nào mà Myron vào được khu phụ sản của bệnh viện, nơi trẻ sơ sinh được theo dõi và điều trị. Myron bị cáo buộc là rã vào phòng bệnh của một bệnh nhân sau khi tự nhận mình là y tá và cô đã cố gắng mang đứa trẻ sơ sinh của bệnh nhân đi. Sau đó thì cô đã bị chất vấn bởi nhân viên bệnh viện. Những người sau đó đã gọi an ninh ứng phó. Cảnh sát tuyên bố Myron đã thành công trốn khỏi khuôn viên bệnh viện, nhưng mà sau đó cô đã bị bắt tại số 11.000 đường Wagner ở thành phố Moreno Valley, California. Myron hiện nay đang bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Robert Presley với cáo buộc bắt cóc tiền bạo lãnh của cô được ứng định là 1 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc tốn Mỹ là nước gây ra nguy cơ an ninh sau khi điều tàu đi qua eo biển Đài Loan. Sau khi có thêm một tàu chiến của Mỹ đi qua tuyến đường thủy nhạy cảm là eo biển Đài Loan Quân đội Trung Quốc nói hôm thứ tư ngày 20 tháng 7 rằng Mỹ là nước tạo ra nguy cơ về an ninh với các hành động khiêu khích thường xuyên ở eo biển. Hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ cho biết, tàu khu trục USS Benfo đã thực hiện chuyến hải hành thường lệ qua eo biển Đài Loan, đi qua vùng biển quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế. Hoa Kỳ lâu nay tiến hành các chuyến đi như vậy khoảng mỗi tháng một lần, khiến Trung Quốc tức tối. Bắc Kinh coi đây là dấu hiệu ủng hộ Đài Loan hòn đảo có chính quyền dân chủ mà Bắc Kinh coi là lãnh thổ của Trung Quốc. Bộ Tinh lĩnh Chiến trường Miền Đông của Giải phóng quân nhân dân Trung Quốc nói trong một tuyên bố rằng các lực lượng của họ đã theo sát toàn bộ hành trình của con tàu và đưa ra cảnh báo. Các hành động khiêu khích và phô trương thường xuyên của Hoa Kỳ hoàn toàn chứng tỏ rằng Hoa Kỳ là nước hủy hoại hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan và là nước gây ra nguy cơ an ninh ở eo biển Đài Loan. Bản tuyên bố này nêu rõ, lực lượng của khu vực chiến trường luôn cảnh giác cao độ và kiên quyết bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, vẫn theo bản tuyên bố của quân đội Trung Quốc. Hải quân Hoa Kỳ cho hay tàu của họ đã đi qua một tuyến đường thuộc eo biển Đài Loan nhưng nằm ngoài lãnh thổ của bất kỳ quốc gia ven biển nào. Việc con tàu đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, dẫn lời của Hải quân Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết tàu Mỹ đi về phía Bắc qua eo biển và tình hình trên tuyến đường thủy vẫn bình thường. Tàu Benfo đã và đang hoạt động ở Biển Đông, có những tranh chấp. Ở đó, tàu đã thực hiện hai hoạt động vì tự do hàng hải trong tuần qua. Mỹ thêm Việt Nam vào danh sách đen buôn người Các quốc gia bị đưa vào danh sách đen bậc ba phải chịu các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, họ dù chính quyền mỹ thường bỏ trừng phạt đối với các quốc gia thân thiện hứa hẹn cải thiện theo afp việt nam một quốc gia có mối quan hệ nồng ấm với washington do cùng quan ngại về một trung quốc đang trỗi dậy vẫn bị cho vào danh sách này báo cáo buôn người hàng năm của bộ ngoại giao mỹ từ trước đến nay không tha các đồng minh thân cận do đó mà thường gây bất đồng mặc dù các quan chức mỹ nói rằng việc này đã khiến cho các chính phủ phải hành động theo afp Bộ Ngoại giao của Mỹ đã nói rằng chính phủ Hà Nội đã giảm các vụ truy tố liên quan tới buôn người vào năm 2021. Báo cáo đặc biệt này chỉ trích Hà Nội đã không có hành động nào để xử lý việc một nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Saudi bị cáo buộc đồng lõa buôn bán một số công dân của họ. Cùng được bổ sung vào danh sách đen buôn người đợt này còn có Campuchia, Brunei và Macau, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Vào tháng 11 năm 2021, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc ra thông báo đề cập một thiếu nữ Việt Nam 15 tuổi tử vong tại Ả Rập Saudi. Sau khi bị chủ đánh đập, cô gái này không được ăn và chữa trị, và cô đã chết trước khi được đưa trở về Việt Nam. Vì hồ sơ của cô bị một đơn vị tuyển dụng lao động làm giả mạo, nên gia đình không thể đưa thi hài của cô về nước. Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi chính phủ Saudi Arabia và Việt Nam cùng truy quét nạn buôn người sau khi hồ sơ cho thấy nhiều thiếu nữ và trẻ em gái bị lạm dụng tình dục, bị chủ đánh đập, hành hạ khi đến Ả Rập Saudi làm nghề giúp việc nhà. Văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc còn yêu cầu chính phủ Việt Nam và Saudi Arabia tiến hành một cuộc điều tra độc lập và bớt thiên vị đối với những cáo buộc vi phạm nhân quyền nhằm vào phụ nữ và trẻ em gái lao động ở nước ngoài và cáo buộc có sự liên quan của giới chức nhà nước trong nạn buôn người và đồng thời truy tố thủ phạm ả rập saudi chỉ là một trong nhiều nước mà nhiều người việt bị buôn bán sang để bị bóc lột phụ nữ và trẻ em việt nam là nạn nhân của tình trạng buôn bán nô lệ tình dục ra nước ngoài chủ yếu ở vùng biên giới trung quốc campuchia lào nhật bản hàn quốc malaysia ả rập saudi singapore và đài loan trong báo cáo tình trạng buôn người năm 2021, chính phủ Mỹ đã cảnh báo Việt Nam khi đó đang trong danh sách bị theo dõi và nằm ở bậc 2, rằng nếu không có những cải thiện đáng kể thì Việt Nam có nguy cơ rơi vào danh sách đen, đó là bậc 3. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái của gia kim trên thị trường. Hôm nay một gia kim bằng 0,7762 Mỹ Kim, và 0,7613 đồng euro. Một da kim bằng 18.181 đồng Việt Nam và một mỹ kim bằng 22.421 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 102.3 mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 106.7 mỹ kim một thùng. Giá vàng ở mức 1.698.56 mỹ kim một ounce. Và bản tin tỷ giá hối đoái vừa rồi cũng đã chấm dứt chương trình sáng nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Và để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và chia sẻ trên mạng xã hội để giúp phổ biến chương trình này đến nhiều người hơn. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Ngoài các video về tin tức, Culture Channel còn có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Culture xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt.